thành tâm khấn nguyện. Nguyễn Thị Ngọc Mai 52 tuổi, Nguyễn Văn Ngãi 57 tuổi, Nguyễn Thị Ngọc Dung 49 tuổi, Nguyễn Chí Hiếu 47 tuổi, Quỳnh Nguyễn Thái Bảo 24 tuổi, Đặng Ngọc Khánh Trân 17 tuổi, Đặng Gia Thịnh 53 tuổi. Nguyễn Thị Ngọc Mai năm trước có lòng thành cúng dường tượng bà Chúa Xứ để ngự tại miễu tiền. Nay chị hiện đã lễ dân cúng bà một cái mâm vàng, trước là cầu an sức khỏe gia đình, sau là cầu siêu cho người ba đã qua cô. Mẹ có thương cho con nơi trần gian, Ngọc Mai vàng dây nay à con đến đây, ta thành tâm bà cậu cũng chứng minh. Giờ giờ lành Ngọc Mai ngày hôm nay giấy giang linh à bà. Giờ giờ lành Ngọc Mai ngày hôm nay giấy giang linh à bà. Hôm nay con trẻ xin bà. Xin na trên na bà Chúa Xứ tại thời sóc trăng, bà ơi con trả lễ năm nay mâm vàng con đổi giá giang linh na bà. Tuy chị Mai hiện giờ vắng mặt, nhưng có tâm thành chỉ gửi lại miễu linh cũng mâm vàng cho mẹ đẹp ba xinh. Xin trên mà mẹ độ chứng minh con hiền. Lời thiết nguyện ơn trên bà cậu, xin với bà soi thấu trần gian. Hôm nay trả lễ cầu an ơn trên mẹ độ mẹ ban an lành. Đổi mâm vàng chị Mai thành tâm nguyện, xin với bà xây chuyển độ cho. Hôm nay chị đào mà giấy giang ơn trên rồi mẹ độ chứng an mâm vàng. Xin cho chị làm ăn mua bán đất mua mai mẹ sẽ đổ cho. Xin cho gia đạo của chị Mai làm ăn thận lợi gái trai an lành. Đầu cuối lại ơn trên bà Chúa Xứ, xin bà về xây chuyển độ an. Xin bà Chúa Xứ độ an, độ con mà mạnh dồi dai
gian ơn à đền à. Trước cầu chị Mai, sau cầu nhà em chị, nay Lê Thị Hồng Nga cùng Lê Thị Ngọc Loan, hai con trở về miễu linh quỳ bên chân mẹ giáng sinh bao lời. Công đức này trước cầu cho gia đạo của chị Mai, sao cầu gia đạo hai người Nga Loan. Chúc ba thời gia đạo của chị Nga bốn ba nghịch cảnh bốn ba qua rồi. Chứ tưởng đâu năm nay các con không về được với mẹ, nhưng gạt bỏ hết chuyện buồn con trở về với mẹ ơi. Xin trên mẹ cũng chứng minh thương cho mà hai chị thương tin nơi này. Dù bao sông gió thăng trầm, dù bao mà sông gió thăng trầm, hai chị cũng vượt qua thương cho chị đạo đường xa về bên chân mẹ thiết tha đêm này. Đêm đã đêm mà tàn, đêm bóng mà đêm đã tàn, rồi cuộc tiệc đã tàn, rồi cuộc tiệc đã tàn. Còn đôi giây phút bên mẹ hiền, xin mẹ ơi chừng cho hai tấm lòng ngày nay quay về, về nơi đây giải gian để cầu an, cầu cho ở nơi gia đình người làm ăn được giàu sang, lời dài lời gian. Chúc chị may mạnh dồi, chúc chị Nga được hai chữ an bình. Chúc cho chị Nga rồi cũng quay qua cầu chúc cho chị Loan năm này vui vẻ có bà độ an. Chốt cầu gia đạo được bình an, tài tăng lộc tiếng này đến đây nguyện cầu. Đây phút giây rời xa, nghe lòng con sao bồi hồi. Xin ơn trên giới lành ba mình chứng năm này, con đây gian gia phúc vậy tâm thành. Giờ giờ đây tình nơ, xin quyền di ông bà đổ dùm. Xin ơn trên giới lành ba mình chứng cho lòng, hôm nay con thân giờ này cuối nhà sinh. Dạ mời mẹ của anh Phúc vô chánh điện.